Chào mọi người quay trở lại với kênh Hành Trình Đại Dương. Tối nay nhóm Tài sẽ đi lặn đêm nha. Hy vọng sẽ có nhiều điều thú vị cho mọi người xem. Ngoài Trường Sa thì mặt trời sẽ lặn trước ở trong đất liền khoảng tầm 30 phút đó mọi người. Giờ là 6 giờ tối rồi, mấy anh em mình đang chuẩn bị đồ để đi lặn. Hôm nay nhóm mình sẽ đi lặn ở bãi san hô Cạn. Tàu sẽ neo đậu cố định ở một chỗ và ba anh em mình sẽ xuống thu hoạch hải sản. Bây giờ thì anh Trúc đang vệ sinh kính lặn, còn anh Tận thì đang đeo cái dây đai. Mọi người có biết cái dây đai ở trên lưng của anh Tận nó có công dụng gì không ạ? Đó là để cân bằng độ chìm ở dưới nước của mình để dễ lặn hơn đó mọi người. Giờ mấy anh em sẽ mang túi lặn để bắt đầu đi lặn. Mời mọi người trải nghiệm cùng với lại nhóm của Tài nha.
giờ mấy anh em sẽ lên thuyền để sắp xếp lại hải sản đã thu hoạch được và nghỉ ngơi buổi tối. Và đây là thành quả của buổi lặn hôm nay. Để xem coi có được cái gì nha. Hôm nay thu hoạch được rất nhiều hải sâm gai luôn đó mọi người. Hải sâm gai thì anh em sẽ nuôi sống ở trên cano. Khi mà về thuyền lớn sẽ luộc sơ và bảo quản. Khi về đất liền thì sẽ bán cho thương lái nha mọi người. Con cá trình này thì tầm khoảng 10 kg. Nếu bắt sống về đất liền thì bán có giá tầm khoảng 100.000 một ký. Cá trình biển là loại cá khá ngon và rất là quý, đã được xếp vào hàng món ngon đặc sản có giá trị kinh tế rất là cao. Cá trình biển được xem như là một cái vị thuốc có tác dụng trị phong thấp nè, trị lành vết thương, lở ngứa ngoài da và nhiều bệnh khác nữa đó mọi người. Giờ thì mấy anh em chuẩn bị luôn cho buổi tối. Cua bỏ trò gạch mấy gì? Đây là cua đỏ và một số loại ốc nha mọi người. Anh nuôi và anh Trúc đang đập cua mới luộc để cho bữa ăn tối. Ngoài ốc nón và cua đỏ thì mình còn có một số loại ốc khác và cá nữa. Buổi tối của mấy anh em mình hôm nay có ốc nón nè và cua đỏ đã được đập sẵn. Cái càng thì rất là to luôn nè mọi người. Dưới đây thì thêm một cái càng nữa. Còn đây là cái mai. Cua này có màu đỏ trông rất là bắt mắt luôn. Mời mọi người dùng bữa tối cùng với nhóm của mình nha. Mấy anh em ăn tối xong sẽ nghỉ ngơi để sáng mai bắt đầu một ngày thu hoạch mới. Hy vọng là sẽ có một video đầy thú vị cho mọi người xem nha. Bây giờ thì tạm biệt mọi người.